Nhưng bạn ơi, để có một cái thần thái như thế này, ngoài make up, làm tóc, trang phục, âm thanh ánh sáng, âm nhạc, những người hợp tác chung, chúng ta còn phải kể đến một trong những thứ giúp cho thần thái nó thần sầu hơn, nó thuyết phục hơn. Xin mời các bạn hãy đến với Stella Club Japan. Chào con các bạn, hàng đầu Việt Nam đem đến ánh mắt của mình. Ủa anh quay ở cái trên lên không? Chỉ với 280.000 mà sẽ cảm giác như Kylie, Kendall, Gigi Hadid, Kim Kardashian, hay là bạn muốn châu Á như là Phạm Băng Băng, Trương Tử Di, nhiều quá, hoặc là ở Việt Nam thì có siêu mẫu ba dòng như là mình. Rớt chị ơi, rớt. Trời ơi, gớm. Nhiều quá rồi. Chị Tú ơi, sắp tới 14 tháng 2 rồi chị Tú ơi. So, cái ngày đó là cái ngày gì? Ngày tình yêu đó. Bây giờ chị mới biết luôn có chuyện gì. Hỏi chị có ai tặng quà không? Đúng rồi. Không, tất nhiên là không rồi. Hỏi một cái câu mà không ai muốn nghe hết. Tú ơi, chị Tú muốn tặng quà gì? Lỡ đâu fan coi thấy cái này thì... Ngày 14 tháng 2 là ngày tình yêu, là ngày tình nhân với lại tình yêu nữa. Tình nhân là cái người mà hôn nhau, ôm nhau, ngủ chung, hoặc là người yêu nhau thì mới gọi là tình nhân. Còn tình yêu đó gồm có tình cảm gia đình, bạn bè gì đó là bạn bè. Cho nên là chỉ khi nào mình có bạn trai hoặc mình có bạn gái hoặc là một bình thì mới là mình được tặng quà cho ngày tình nhân. Đúng rồi. Cho nên là không cần tặng gì hết, nhưng các bạn ơi hãy nhớ giữ gìn sức khỏe trong ngày tình nhân nhé. Và chúng ta phải cần chuẩn bị những cái thứ mình nên chuẩn bị cho cái ngày tình nhân nhé. Ví dụ như là son chẳng hạn, hoặc là một cái vật phẩm gì đó để mình bảo vệ an toàn sức khỏe và tương lai ở trong ngày tình nhân nhé. Vui thôi, đừng vui quá. Chị Tú ơi, chị Tú, ngày tình nhân hay còn gọi là ngày tình yêu, là fan chị rất là yêu chị luôn. Mà mấy bạn cứ thích là chị hát duyên phận hay là đi cắt quốc trên nền nhạc duyên phận á chị có tặng mấy bạn không chị? Con thắt lan, mọi người nhớ một con thắt lan cho mình. Cứ mỗi cặp trong thắt lan, mọi người mong mình sẽ được thưởng 20.000. Như thế đó, mọi người sẽ lift cho mình giàu lên. Tại vì không có ai nuôi mình hết, mình phải tự nuôi mình. Cứ mỗi cặp trong thắt lan bán ra, mình sẽ được cho 20.000. Chị Tú ơi, nên mình không hát được duyên phận thôi, mình đi cắt quốc trên duyên phận đi chị Tú. Đi đâu? Hả? Chỗ nhé, đi đại đi, được không? Ít thôi. Hay là chị Tú chị em Ma đi vô cắt quốc đi. Chị Ma đang rất là bực bội. Đó, chị giận ra đấm một phát và tốn tiền sửa nguyên cái mặt. Chị đang không có quyền. Chúng ta sẽ xem chị Chị Ma chụp hình. Đúng rồi. Chị là làm từ design luôn. Ok. Quá tụt. Cái tay trái này cho mà để không thể giải, không sẽ ai mang đôi giày xấu được. Sao lắm. Ok. Đau lắm. Đau quá. Bóp vô. Ừ. Điểm cái bà. Cho em miếng nhạc nhỏ em.